Làm sao để chơi được? Anh đang chơi trên máy của chị Phương đúng Ờ. không? Chơi ké. Sao để chơi? Ờ nhỉ, Làm sao nhỉ, để nhỉ chơi nào. được đấy? Xài remote Thứ play. nhất Trên phim tối hay là chế độ remote play. Chơi ké nhau. game bản quyền, thứ hai nữa là game đấy có remote play together. Và thứ ba nữa Không là thì ít nhất có một người có tay cầm. phải cầm. Ui, thôi em phải bắt tay cũng được, phải bắt tay và chơi game sẽ đỉnh 100% nha. Cần hiểu nào anh chị không? Chơi crack cũng được thì lại qua gì nhỉ? À Pa sẽ sét. game crack là crack nào cũng chơi được đúng không? Pa sét thì 100% là em điều khiển máy đang đấy luôn, em làm gì được như dòng máy của em ấy. Chẳng qua nếu như mạng yếu thì em lại hơi lag lag máy thôi. Pa sét đấy anh suốt anh phải chơi game ké suốt, không thì anh còn khác chơi game Nữ kìa, nữ lên được, nam không lên được. ké. À Chơi đây em đây, tự muốn làm mất nào tay để máy phải mở cửa không biết làm sao để chơi. chắc phải lấy chìa khóa để mở rồi. Rồi rồi, Đấy. ok, I'm coming. TV tủ lạnh. Đập một phát này. Hey. Con khỉ. Ủa? Đúng rồi. Em bị bắt rồi. Không chết rồi. Con gái bị bắt Gái. xong rồi rồi. Gái bị cướp. Con đang mày ôm dai ạ. Má. Ồ, thằng này có thằng. Mày, mày. Bọn này có bọn nó có dao này. Ui, Nhặt ui, luôn. ui, Mạ ui. tàu Ui, à. quá được rồi. Ồ. Ui, bọn súng Wow, ra. bọn này có súng. Người mới nhặt được. Mày. Bồ Ui, là ui, bồ kiếm hơi lếu. yếu à. Ông ném tôi dân thường nhỉ. Tôi lừa bỏng đạp xe ngay. Rồi, thằng đánh con. Đúng rồi, lạc Ôi, đà bắn bắn. rồi. Mày. Lạc đà đua với không. Bọn này chắc, bọn này chắc, bọn này chắc phải ném. Ném xuống ngay, bố lao bố lêu ta. Cưỡi lạc đà ơi trời. Con khứa đấy, con khứa. Mấy thằng đấy là phải ném đấy. Ném đồ mà. Đấy. Rồi em chết rồi. Muốn like. Mày thêm cho nó thanh kiếm là được Đấy. rồi. Mày. Ném kìa, ném để nó rơi xuống. Ua. Rồi, rồi toàn Họ ninja. quân lắm thế. Bởi vì Linh Zago này sao có những lượng tính cân nhất. Nào thì nhặt kiếm lên. Thằng này ở Đây trên. mấy thằng này phải ném rồi. Nó Đánh nha, còn thôi anh. dùng báng súng để nó đỡ. Ở trong được rồi. Kéo nó xuống. Này thì bồ lao bồ lếu. Ừ đúng Kéo rồi. nốt thằng này nữa. Xuống ngay. Ôi ôi, tôi đeo ba cái vũ khí trên người được luôn rồi. Đây, đổi cái hai. Ô. À chắc Ôi, là lấy con chìa khóa khỉ. từ con khỉ này. Lại tìm chuối rồi. À, vũ khí em đeo đầy mình thế này. Chịu quá. Đây người dân. Đâu địch đâu mày ấy là thằng này Dạ, thằng này đỡ còn được kinh nhỉ, mấy thằng này đỡ được trông kìa. Này thì đỡ đứt đầu đi. Đứt đầu đi. Rồi lão ném. liu mấy thằng Niga này Không ném được. ôi ném nó đỡ được Không, đấy. ném không được. Thấy màu đỏ. Cũng không có gì kéo chúng nó xuống. À, chuối 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 lấy chuối đáp thì Lấy cái chuối ra.
Nào, dùng chuối đánh luôn. Tokyo Drift. Rồi, cho xin cái. Đó. Đi mở chỗ nào em không biết nhá. Ờ, chưa biết. Đây. Ở đây. Yes. Đang mở cửa. Mày mày. Ở đây, thang lên rồi mày chết với tao. Đừng xanh con này, tao cũng tạo nên tao bả vỡ mù. Nhún ấy. Ôi đập mãi mới chết. Đấy là đau thằng này nhìn chị đấy. Rào. Mày. Nhưng mà gái vẫn bị cướp. Cái kia nó bế cho thùng nó vận chuyển ấy, như hàng. Con hàng luôn. Cái này có cảnh này cần chim. Cái hoa mặt trong mày rồi. Mấy vỡ bắt thêm vũ khí đó. Ra lì. Xanh tìm xe. Anh ơi cho em xin chiếc cơ lê. Đi tiếp mà nào đây. Xin chiếc cơ lê. Ôi thằng này. Bố nào bố lê. Nói đi. Nhưng mà tay em chán chơi đây còn rồi không? Không đã. Nếu chán chơi đây còn Red Dead Tidy L. Chán mà là thầy cầm lắm. Nên để mai cầy. Đây rồi Red Dead Tidy. Cầy cả ngày luôn. Red Dead thì em lại phải gốc ổ kia vào thì mới đủ với đúng không ạ? Dạ. Ổ em có 250GB. Vì vậy. Chắc phải có xe. Em gốc lốt cái ổ 70GB kia vào. Ui ui. Thì mới có cái máy tải xong rồi. Khổ quá nhở. 50GB cơ mà. Cho 20 vào. Em sợ vào lắm. Chả có nhẽ mình phải mua cái xe kia. Để phóng lên. Không cần đâu chị. Không lên đâu. Lên lạc đà mà nhận nhầm. Ừ. Rồi. Tết tiếp đi đường nào. Không thể có. Ui. Xanh ui. Xanh nhỉ. Mỗi tên thì còn biết. Chỗ này thì lúc nãy đi rồi. Chờ đi rồi. Ôi ôi. Cái chỗ này trơn không lên được. Trơn không lên được đâu. Ôi có số đi xuống này. Ừ. Ở nhưng không có mũi tên thì chất luôn thôi. Ai da. À nhặt cái này cửa kính luôn. Ừ. À. Rồi xong rồi chị rồi. Rồi còn thế này ở đây rồi. À đây. Mất thời gian quá. Bơi. Mình không phải nữ không bay lên trên kia được. Đó, chỗ đấy em bay rồi. Sang đây, sang đây. Hay là cầm thẻ em đi đào cái gì đấy nhở? Chắc không phải màn này rồi. Thấy mũi tên đỏ ở đây là kiểu hãy đi ra khỏi đây. Chuột. Em đi kiếm thứ để đào đây. Ê đào cho ô tô này. Tự mà ra mới để ý. Láo này. Thật điên. Xong rồi lái ô tô ra kia rồi. Mua đi. Đấy chết. Bấm nhầm. Oh.
Người đà. Bái à. À. Úi xời. Ừ. À, người ra. Về... Ờ, phải để cho con xe nó kẹp hai cái cùng lúc cơ. À. Này thì... Đâu là để em. Ô, mình hiểu không? Mình còn không chết, mình còn ở đây cơ. Ok, xong rồi. Dù ở cái góc chiều nào thì Tuấn cũng không lái được. Ôi, chết mẹ rồi. Chết rồi, rồi. Chết rồi. Ê, vỡ mồm rồi, được cái gì đâu. Chết rồi. Không à, thôi đây rồi. Trời ơi. Đó, để em xử lý. Rồi. Rồi, xong. Ây! Rồi, chỉ lại đi, em cũng biết đâu. chậm như bị điên ý. Không dám ấm bấm bấm A để di chuyển thế mà nó cũng mà mất dậy là ngã không phát đấy. Ơ Tokyo Drift mà. À đây đi, mũi tên ở đây cơ mà. Bà đi. Hồ sư. Đào hố rồi. Mẹ, hóa ra ở đây ạ. Bố, chị lừa đảo mất 30.000 mua xe. Má. Em nó nhìn vào xe đấy chắc chắn không thể nào biết. Mẹ. Đào. Đây chỗ tượng. Lên này nhì. Đúng là kiểu ở sa mạc này. Quần khăn. Ây da. Đuốc à? Mang theo cả cái này. Ôi, cháy đi. Hấp bếp cái chổi à? Ờ. Đây, hấp bếp cái chổi lên chưa? Ô, thành... Ồ, hai hai. Ôi, rồi, nhớ em vẫn cần phải. Ôi, chết rồi, chị bị sợ rắn. Con vật. Nhân vật của chị sợ rắn, tìm quá. Tìm quá. À, cánh bành đấm này lắm này cổ vật ở đây vào tay này phá hết để đi đâu nhỉ để đi lắp đường ờ lắp xe này như đâu ốc phải lắp cái này à cái này đọc hay sao. Chắc chắn là sẽ phải lắp một cái gì đấy xong lại đẩy ở chỗ này đào này đâu đào là đâu đấy thế sáng à cái này đẩy chưa tin được đủ đồ phải kiếm đủ đồ lắp ra để đẩy à. Mày chạy biết lắp ở đâu ta tượng thì ai lắp lên lắp cái này ba liền trên đến mất hết tiền rồi cái này ta lắp nổi ôi phải có đuốc hay cái gì
bắt kia nó mới sợ. Chị cầm được cái chuyện này đeo đằng sau lưng không? Ra đây chiếu ánh sáng này. Ở đây đứng như đây xong chiếu có sáng này. Bấm bi phát. Đó, thấy chưa? Còn hay. Quẩy. Còn lưỡi. Chiếu vào đó. Ở trên này có cái khóa này. Chị chiếu ở đây có cái khe ở giữa này. Có cái vòng tròn bé bé ở giữa này. Nhìn thế rồi. Có xuyên qua được quái đâu. À, chị chiếu đúng không? Đúng rồi đấy. Đấy. Thấy chưa? Đâu? Đây. Chị khi nào chiếu được địch đầu của em đi. Không được. Rất khó nhở. Cao lắm. À. Mày. À. Mày. Em nào còn nhảy lên trên này đâu nhỉ? Đấm con này. Mày. Rồi. Hai chiếu chiếu vào cái trắng sáng này. Không lắp được chỗ này. Chắc còn không có chỗ gì để phá ô vừa kia luôn ở đây bà lì lắp vào đây rồi rồi. Em người em chơi đi chơi liên quân này. Ok. Ok. Khi em lấy tờ. Rồi chưa kịp chào. Chúng ta lấy chạy. Không lên cao được nha. Nó chỉ đấy thôi. Rồi. Đấy. Thế. Rồi. Đấy. Rồi có đấy đâu. Rồi phải làm cái gì. Đây chỉ chiếu vào ghế xem không. Qua đây. Qua đây. Qua đây lại đây gì. Chiếu vào đâu? À nó chiếu ở trên kia. Rồi đúng chuẩn phải có cái này đó. Nhưng mà làm nào để lắp vào đấy? Ui trời, cái này thì em không biết. À, thôi từ từ. À, nhảy lên cái này xong rồi nhảy lên trên kia lấy chìa khóa đã. Đấy. Mày hư. Ây à. Đuốc này đuốc thì bọn đỏ luôn. Lắm. Rồi đi. Đuốc rồi. Nó đỏ đi. Đuốc rồi. À lắp cái đuốc ở đây. Không phải rồi. Lắp cái đuốc ở đây. Ôi. Cầm chìa khóa chưa? À không. À. Đây. Rồi bây giờ mới ra cái kia đang lên lắp. Ít gì ghê. Ui dồi, xuống chân ngắn. Rồi nói đấy. Láo. Ôi dồi. Chìa khóa. Hóa ra để mở đằng sau. Rồi đi. Đứa nào vào cái tên địa chỉ cho tôi gọi. Đây là đây. Toàn này không? Đang chơi Lego. Đấy thật của người. Có báo đâu? Khoe có báo. Hầm. Mà đến đêm phát nạn ổn định hơn đấy. Tổ phù.
Đi số khai khai ngủ rồi. Im lặng mới ổn, chẳng đâu. Thế rồi, thôi rồi, nó lại lấy rồi. Con bị nó cuống tay chân. Nó giả gái lại cho. Nhốt cả lũ ở đây luôn à. Thế chết rồi. Mày. Em này. Mày. Anh trai này yếu đuối quá, toàn sợ rắn. Mày em chưa thấy rắn là em sợ đi đấy. Ê. Ăn rắn rồi anh đến. Xin quen luôn. Ôi. Con nhện xương máu. Anh sợ rắn bỏ miệng. Cảm ơn. Không phải sợ mà ghét đấy. Phải lấy đuốc này. Lấy đuốc ra bọn kia chết đi. Có được bỏ em rồi. Để đáp cái đuốc đi. Từ chế em nhặt lại cái đuốc của em phát. Hey, cái chết mình rồi. Nó cắn luôn mình ạ. Ồ, bởi vì cắn. Xoay. Ok. Đi rồi. Là đi đâu nhỉ? À đi. Nó chỉ lắp thôi. À rồi. Chắc là nhặt mấy cái thanh này. Ừ, đấm nó thôi. Đấy. Lắp. Leo lên rồi. Để có gì nhỉ? Cái giáo không? Cái mũi giáo để cắm vào đây nhảy sao? Dạ, đó. Đưa một cái. Cao thế. Được rồi. Ê rồi. Vô đây. Chim nhó không? Để không cao tới. À đấy, mình phải làm như thế để cho nó mở. À đây chị, chỗ này có ánh sáng này, cầm cái chuyện thôi xem không. Chỗ này có ánh sáng chiếu xuống. Ừ. Được rồi. Chuyện không dùng được. Không có chỗ nào bắn. Ở đây gạt gần, bên này gạt gần được. Đây. Yes. Bên này gạt được thì bên này cũng phải gạt được. Đó, đấy, mình coi không để ý. Chú. Rồi. Cái gì nhỉ? À, cái này hai người. Như phải hai người trèo lên được sao? Rồi. Phá được một bên rồi. À, cửa mở bên kia rồi. Rồi, để rồi, chỗ nào. Chào nhé. Úi dồi, đáng bảo là chào nhé. Ừ. 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 Cầm bức kho báu đi rồi. À đây mẹ kia. Cái cầu oan nghiệt đây. Thế thì có vẻ mình vẫn phải lái qua đấy đi chứ. Nghi lắm. Ôi, chuẩn không? Đi ra kia xem. Nghi là nó lại mũi tên xanh ở đấy lắm. Mày đưa ngựa ra. Đúng. Mũi tên. Ơ, xe mình đâu rồi? Ủa lo. À, kinh, dạ.
Nó chẳng nắm xu đánh thì không đánh nữa, chưa nó cười bay 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 thế rồi bay ngựa rồi nó không biết nó đánh nó tuyển chị đây chị nha chạy nó ra rồi nào ảo vãi hết rồi dạ ở đây ta ta đây ảo thuật tại một cái con ngựa đâu đây ngựa đây này tao tìm cho hai con ngựa ra luôn. Ôi em kẹt mẹ ngựa ngựa vào gối kẹt ngựa xe rồi mày phải hiểu mẹ cái trò chứ đấy hả ở sẵn ở đây thôi. Đấy à, được. Để em cũng đi lấy con ngựa vậy. Ngựa cho nó đỡ lồng như xe chứ. Nhấn tí thôi là nó bay mẹ xuống sông. Đâu. Lên được ngựa. Mày. À. Rồi, cho nó. Ơ, em mày đi luôn à? Ê, phả ngựa. Dạ lại kho báu đây. Đi xả đi xả. Ông kia mà được ngược luôn. Cái ngược nha. Ngược luôn, rồi. Rồi đuổi thôi. Rồi lại chơi cái trò hút xe rồi. Bận thế. Bận thế. Mày. Chết. Chết cũng phải cho xe chứ. Ngựa hút to quá. Ngựa không hút được luôn biết chưa? Ngựa để đi cảnh đi bên cạnh. Mày không được thật. À đi trước xe. Ờ. Ê. Rồi. Chết với bà. Mày. Mày này hai sao? Ba thằng. Mày thế cả. Tao mày chán không phải đúng một màn. Ba thằng ở đây. Chết mày đi. Hai xe to, hai xe nhỏ. Cái xe to này nó. Ờ, xe to rồi. Đây có vẻ súng nhỉ. Xe to. Nào. Xe to đâm mẹ 5 phát rồi mà chưa có kinh nghiệm nha. Có gì? Xe to Nè. Đấy. Ô, xe to này mình hút cho nó lộ đầu dưới kia rồi mà. Em muốn hút xe to thì có xe to. Chị chưa? Chị kia vậy. Úi dồi. Đến lượt mình lộ đầu ạ.
đổ xe thôi, đổ xe rồi. Chậm đầu, chậm đầu mà. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Má khó tông người chuối lắm nhờ. Thằng rồi, hút ra đây. Mang, mang. Thằng mất đây. Tháp nào cũng sẽ đều phải có một màn đôi phê. Nửa lại nữa. À, một thằng to rồi. Ai à? Ai à? Ai à? Bú má mày, phải tính luôn. Đó, có xe to đây rồi. Đây rồi. Ê rồi. Nó lại để cho nó bắn tự nhiên này. Ra đi. Ở thằng này phải cướp cái nó. Rồi. Ô, mấy máu này. Rồi. À, thằng này xe xịn thế, xe cổ thế. Rồi, đồ tông luôn. Em đổ đi kẹt đi. Ấy à. Ấy à. Ấy à. Ấy à. Nó mất một máu rồi. Còn một máu cuối. Chết liễu đi. Ôi chết. Rồi. Rồi. Rồi đấy, được rồi. Mãi mới xong. Bạn nào bắt phải ấy. Cái chapter nào cũng đều phải bắt nữa. Đây. Ừ, nhắn nữa.
Lấy động cơ lắp vào. À, ôi, kéo thuyền rồi. Rồi. Rồi, thuyền trưởng ta đen nhá. Quả này thì tao cũng xịt nhá. Tao cũng chìm nhá. Ui, chơi tàu ngầm. Ui giời, bọn nó toàn đồ hiện đại ạ. Lên đảo chiến nhau à? Rồi phòng. Ui, nó còn ngồi lên trên đấy luôn. Ui dồi. Bình tĩnh chị ơi. Không, mặt nó béo yêu lắm. Rồi. Ba sàn rồi. Ba sàn rồi. Rồi rồi. Rồi rồi rồi. Nhảy cũng hay đấy. Nhảy siêu đấy. Ôi giời. Ôi. Nhảy quá cho ba. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Đấy, chơi dùng thuốc quá đà mà. Đâm 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 đâm. Ôi giời. Nó bằng mấy thùng chê. Lấy cái hòm này. Bỏ đi hòm. Tiêm 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 tiêm. Sao mình kia, sao mình kia. Em có cái xe. À, em nữ này. Đu 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 đu. Đâu xem nào, đẩy đi. Đẩy xuống rồi. Mày. À, lại chiếu rồi. Rồi. À. Chỗ kia lại chiếu nữa. Bỏ thẳng thôi, cái này. Ấy, ấy. Ấy à? Ấy à? Ấy à? Có bên này có ấy. Nhà sàn. Đây cái gì đây? Ấy à? Kéo dây. Cầm dây xuống. Rồi. Ồ, Miu ơi, Miu chắn không nhìn cái gì cả Miu ơi. Miu có cái đít xe giữa màn hình. Đấy. À, sao mình cứ úp mặt này. Ủa, ngã xuống xương con. Ấy à. Mình trong này làm gì vậy? Nghe như tiếng voi ấy nhỉ? Nhiều voi không đấy à? Hay là chuồng voi à?
Đây, ở đây xem có nút đậm. Đâu có thấy nút đậm gì. Đây rồi. Hèn gì là đậm. Hai. Anh phải hèn kém cái này. Đấy, chuyển ngược lại, chết ngay. Úi trời. Quẩy quá là. Đấy, nhạc disco đen trong ba sàn. À, bây giờ hành chị mới khiêu vũ. Ôi, anh cạo râu hổ cái. Cạo râu hết khu rồi. Cái chết để kiểu râu cười nó. Ôi, nâng phong. Này, nó lại đánh cắp cho phát nữa thì đẹp mặt. Rồi. Ui, xong sát tôi này ạ. Mấy tờ ấy nhỉ? Ui, mấy tờ ấy kìa. Anh nghỉ cho ra kìa. Ờ, nghỉ cũng được, đợi tí. Chị check xem là... Được, ngày mai kia chơi thuốc. Ờ, chị check xem là mở tiếp. À, đúng rồi, ngoài. Cứ mỗi lần ấy thì nó phải xong cái này thì bắt đầu nó mới unlock. Rồi. Đấy, mình cũng còn mấy hộp nữa thôi. Mấy hộp nữa là xong rồi. Rồi. Come on.
Thank you.
Oh,
Ah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ha 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 ha!